Đó thì những cái miếng Chào các bạn. Trong video của ngày hôm nay, như đã hứa với các bạn rất là nhiều lần rồi, thì là mình sẽ đi qua giới thiệu, review, giúp các bạn có được một cái danh sách tất cả những cái đồ mà các bạn sẽ cần phải mua, cũng như là địa điểm mua sắm hay là review những cái món mà mình đã mua để may vá từ trước đến giờ. Vào khoảng tháng 9 vừa rồi thì mình bắt đầu may vá lại, nói chung là may những thứ linh tinh chơi chơi ở trong nhà, và mình cũng có đủ một cái bộ dụng cụ mà theo mình là khá là đầy đủ cho một người gọi là may vá cơ bản đó. Bởi vậy cho nên là ngày hôm nay thì chúng mình sẽ xem tất cả những cái đồ đó. Trước khi mà vào video của ngày hôm nay thì hãy đăng ký kênh nhé. Follow mình ở trên Facebook và Instagram tại Giang Ơi Vlog. Bây giờ mình chuyển cái phần đó lên đầu video để cuối video mình đỡ quên. Khoe với các bạn một chút những cái thành phẩm mà mình vừa mới may gần đây. Một là chiếc quần mà mình đang mặc. Đó, quần yếm. Đó, như vậy. Hai là cái này tối qua mình vừa mới may xong. Đây là hai cái đồ mà để cái ly vào đây, xong rồi sách này. Đây là mình may cho Chi. Chi có hai bộ đồ bằng cái vải này. Sau đấy cái quần nó dài quá thì là Chi cắt đi. Thì là cái chỗ mà vải thừa, Chi muốn có một cái quai vải sách cái ly như thế này, để khi mà Chi mặc cái bộ đó thì Chi có một cái quai sách ly cũng gọi là tông xuyệt tông với cái bộ đồ đó. Thì là mình đã lấy cái vải thừa đó và mình đã may cho Chi hai cái đồ sách cái ly như thế này. Đó, đó là những thứ mà mình vừa mới may gần đây, khoe với các bạn một chút. Nhiều người mình biết là khi mà nghĩ đến may vá thì các bạn cảm thấy rất là đáng sợ, tại vì các bạn cảm thấy là có quá nhiều thứ nó khó khăn. Thế nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Khi mà mình bắt đầu may vá, mình không nhất thiết là mình phải may những thứ siêu phức tạp hay là siêu đẹp hay là siêu chỉn chu giống như là người ta bán ở ngoài hàng. Nhiều khi mình chỉ cần may một cái khăn này, dù là đường may có hơi kiểu cong queo vẹo vọ một tí, thế nhưng mà nó cũng là một cái khăn mà mình làm ra, mình sẽ cảm thấy rất là có tình cảm với nó. Mình có cái sự quý trọng hơn nhiều đối với những cái món đồ nhỏ nhỏ hàng ngày ấy. Ví dụ như khi mà mình đi mua một cái quần yếm mới mình mặc chẳng hạn, thì có thể là mình sẽ thích cái quần đó đến một cái mức độ nào đó. Thế nhưng khi mà mình tự may một cái chiếc quần yếm để mình mặc như thế này, thì mình cảm thấy nói chung là nó có một cái sự sung sướng nó rất là khác so với khi là các bạn đi mua sẵn một cái món đồ gì đó để các bạn mặc. Cho nên là nếu mà các bạn đang muốn tìm hiểu về may vá mà các bạn cảm thấy là hơi sợ, hơi run một chút, ngày hôm nay thì có mình ở đây rồi, và chúng mình sẽ đi qua tất cả những cái dụng cụ mà các bạn cần để có thể bắt đầu may vá cơ bản tại nhà. Ok các bạn, bây giờ thì chúng mình sẽ đến với cái món đầu tiên, và đây cũng là cái món to nhất, mắc tiền nhất mà các bạn sẽ đầu tư trong tất cả những cái dụng cụ mà các bạn sẽ đầu tư, chính là chiếc máy may. Cái máy may mà mình đang dùng là máy may Brother FS50 là dòng của nó. Về cơ bản là chúng mình sẽ có hai loại máy may để chúng mình lựa chọn, là máy may công nghiệp và máy may gia đình. Cái này rõ ràng là máy may gia đình rồi, nó nhỏ gọn như thế này, nó xinh như thế này. Đây, cái máy may công nghiệp với nó thì rõ ràng là nó công nghiệp, nó xấu hơn, nó to hơn, nó nặng hơn, nó may được mạnh hơn, nó may được nhanh hơn, nó may công nghiệp đó. Nó có thể xử lý được nhiều cái loại vải mà nó nặng hơn, dày hơn. Còn cái máy may gia đình thì nó gọn nhẹ như thế này, nó xinh xắn, giá thành thì nó cũng phù hợp hơn, và rõ ràng là nó thích hợp cho những cái project, những cái dự án gia đình may chơi chơi ở trong gia đình. Rõ ràng rồi. Máy may gia đình thì thực sự là bây giờ ở Việt Nam các bạn có rất là nhiều lựa chọn. Máy nhập khẩu cũng có, máy gọi là phân phối chính hãng ở trong nước cũng có. Thế nhưng mà lý do tại sao mình gợi ý cho các bạn lựa chọn những cái hãng máy mà người ta đã phân phối chính thức ở Việt Nam rồi ấy, là tại vì một cái máy may nó sẽ đi theo các bạn đến 5-10 năm lận nếu mà các bạn biết giữ gìn và vệ sinh đúng cách. Và khi mà các bạn lựa chọn những cái hãng mà đã rất phổ biến ở Việt Nam rồi ấy, thì theo thời gian các bạn sẽ dễ dàng có thể bảo hành bảo dưỡng này, các bạn sẽ dễ dàng mua những cái đồ phụ kiện kèm theo khi mà các bạn cần này, nó không có bị hiếm. Thì nói chung là mình thấy hai hãng mà rất là phổ biến ở Việt Nam nhiều người biết là Brother và Singer. Cái lúc mà mình tìm mua máy ấy, thì là mình không có nghiên cứu nhiều về Singer lắm, mình chỉ xem khá là kỹ những cái dòng máy Brother thôi. Thì là những cái dòng máy Brother đó, mình đang mua cái máy này là thuộc dạng tầm chung chung, những cái máy rẻ nhất là nó trên dưới 2 triệu, cái máy này là 6 triệu, thế nhưng mà cái lúc mà mình mua là mình mua 5,8 triệu này. Còn có những cái máy mà nó mắc hơn nữa là nó 10 triệu, hơn 10 triệu cũng có nữa. Rõ ràng là những cái máy mắc nhất thì mua để xài sướng nhất rồi, thì cái đấy thì không nói chuyện làm gì rồi. Thế nhưng mà nhiều khi các bạn sẽ không cần đến như vậy, xét về cái mức độ nhu cầu của các bạn. Bởi vậy bây giờ thì mình sẽ gợi ý cho các bạn những cái gọi là tiêu chí tối thiểu mà các bạn cần ở một cái máy may, để các bạn biết cái mức tối thiểu là nó như thế nào, và nhu cầu của các bạn đến mức nào, và cái khả năng của các bạn đến mức nào để các bạn có thể đưa ra cái đầu tư cho nó hợp lý. Khi mà mình mua cái máy này là máy tầm trung ở mức giá 6 triệu đó, thì mình có 49 kiểu đường may. Máy càng đắt thì có càng nhiều đường may khác nhau. Những cái máy 9 triệu, 10 triệu nhiều khi nó hơn 100 đường may lận.
Thế nhưng mà các bạn có cần nhiều đến như thế không? Thì có lẽ là không. Bản thân mình 49 đường may, thực ra mình chưa bao giờ mình xài hết 49 cái đường may này cả. Sau đây là những cái đường may tối thiểu mà các bạn sẽ cần ở một cái máy may. Một là cái đường may thẳng, tất nhiên rồi. Hai là cái đường may zig zag để các bạn có thể may kiểu như là vắt sổ ấy. Vắt sổ là gì? Vắt sổ là cái cách mà người ta cố định cái mép vải lại để nó không tưa vải ra nữa ấy. Và bình thường thì là ở nhà may chuyên nghiệp người ta sẽ có cái máy vắt sổ. Thế nhưng mà chúng mình có thể làm cái việc tương tự như vậy trên cái máy may. Ngày xưa mẹ mình may đó, thì cái máy may đó là cái máy may mà đạp chân, đạp tạch 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 này. Hình như là nó chỉ có may thẳng thôi. Thế cho nên là mỗi khi mà mẹ mình may xong thì mẹ mình sẽ phải cầm ra hàng để người ta vắt sổ. Ở ngoài hàng người ta có cái máy vắt sổ. Thế nhưng mà bây giờ khi mà mình có một cái máy có thể vừa may thẳng vừa may zigzag rồi, thì mình có thể cố định mép vải, mình có thể may thẳng, mình có thể may đủ thứ đường may hết, và mình không cần phải làm ra hàng để làm cái chuyện đó nữa. Tất nhiên thì cái việc vắt sổ bằng cái máy vắt sổ nó vẫn chuyên nghiệp hơn, mình sẽ không nói quá kỹ về cái chuyện đó. Thế nhưng mà ở cái mức của chúng mình là may cơ bản, những cái món linh tinh ở nhà chúng mình có thể sử dụng ấy, thì cái đường may zigzag để mà cố định cái mép vải lại là hoàn toàn ok, không cần đến máy vắt sổ. Và một cái đường may nhất định các bạn phải có là cái may lỗ. May lỗ để xỏ cái cúc qua ấy, nó có cái tự động. Một cái máy may mà không có cái chức năng tự động làm cái lỗ xỏ khuy ấy, là sẽ rất khổ, tại vì rất là nhiều thứ các bạn sẽ cần cái lỗ xỏ khuy ấy. Thì một cái máy mà nó tự động nó làm được lỗ xỏ khuy thì nó cực kỳ tiện để mình nhanh chóng minh họa cho các bạn nhanh này. Một cái khuy như thế này đúng không? Thì đây là cái đồ làm khuy của nó, đây là cái chân vịt để làm khuy, mình sẽ gắn vào đây. Sau đấy, mình để cái khuy vào đây, gắn nó vào đây. Thì khi mà mình gắn cái khuy vào đây như thế này và mình bắt đầu chạy máy, thì nó sẽ tự động nó đo, nó tự động nó may ra cho mình một cái lỗ xỏ vừa khít với cái khuy mà mình gắn vào đây. Đó, nó tự tính toán và nó tự động làm như vậy, chứ mình không cần phải ồ bây giờ may cái khuy như thế này bao nhiêu mm, mình phải may cái đường bao nhiêu mm, các thứ, nó rất là khổ. Nhất định phải có cái lỗ xỏ khuy tự động. Đó, thì đó là những cái đường may tối thiểu mà các bạn cần ở một cái máy may. Còn những cái kiểu như là trang trí rồi lá rồi hoa như thế này thì có thì tốt, nhưng mà không có thì cũng không sao lắm đâu. Một cái máy may thì là nó cũng nên có cái phần này gỡ ra. Thì đây là cái phần gỡ ra và nhìn nó thì có vẻ như không phải là một cái gì mà nó yếu tố quyết định cả. Thế nhưng mà thực sự khi mà nó gỡ ra như vậy thì các bạn có thể may được những cái vòng tròn rất là nhỏ, ví dụ như là tay áo này này. Nếu mà cái phần này mà nó không gỡ ra được ấy, các bạn sẽ rất là khó để có thể may tay áo. Và những cái cổ nhỏ, những cái đồ trẻ con mà có những cái lỗ nhỏ, những cái lỗ chui đầu nhỏ là không may được, rất khó. Một cái tiện lợi nữa là các bạn có một cái nắp ở đây để cho cái con suốt xuống dưới. Và cái nắp này ấy, nó sẽ trong suốt. Mỗi con suốt thì nó sẽ cuốn một cái màu chỉ khác nhau, như là các bạn thấy ở đây. Thì những cái con suốt như thế này khi mà nó trong suốt này và nó đậy lên một cái nắp trong suốt như thế này nữa, thì các bạn sẽ có thể nhìn xem là bao giờ cái chỉ ở dưới nó bị hết. Khi mà hết chỉ ở dưới mà các bạn cứ may tiếp thì các bạn sẽ rõ ràng là các bạn sẽ đi một cái đường may mà nhìn ở trên nó có vẻ là nó đã may, thế nhưng mà khi mà bạn kéo vải ra khỏi máy, bạn mới nhận ra là nó không hề may một tí nào, tại vì ở dưới nó đã hết chỉ ở trong con suốt rồi. Thì các bạn không muốn cái trường hợp đó. Tiếp theo là những cái chân vịt. Đây là những cái chân vịt mà mình được đi cùng cái máy khi mà mình mua. Hình như cái bà bán máy bà cũng cho mình thêm một cái chân vịt nữa thì phải, mình cũng không nhớ nữa. Thì mình biết là khi mà các bạn nhìn những cái chân vịt này ấy, các bạn sẽ cảm thấy rất là rối, tại vì ôi sao mà nhiều loại thế. Thế nhưng mà thực sự nó không phức tạp đến như là các bạn nghĩ. Những cái đường may ở đây nó đã đánh số hết rồi đúng không? Khi mà mình bấm cái số đó ở trên cái màn hình này thì là nó sẽ tự hiện ra cái thông tin ở trên cái màn hình này là mình sẽ cần cái chân vịt nào cho cái đường may đó. Và cái chân vịt thì nó đã đánh chữ rồi. Đây, I, G, R, M, N, các thứ đấy. Thì cứ nhìn ở trên màn hình xem là nó cần cái chân vịt nào, thì là mình gắn cái chân vịt, cái chữ tương ứng vào cái máy là ok. Bây giờ nó rất là tự động rồi, chứ nó không còn vất vả giống như thời xưa bà mình, mẹ mình, các cô dì may vá bằng cái máy mà đạp tạch 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 nữa rồi đó. Ừ. Thì đó, cái máy may thì về cơ bản nó chỉ có như thế thôi. Nói một chút nữa về cái giá rổ của nó thì mình thấy cái tầm này, cái giá của cái máy này là ok. Nếu mà 9 triệu, 10 triệu đối với các bạn nó cũng không phải là cái số tiền quá lớn, các bạn có thể dễ dàng bỏ ra, thì các bạn rõ ràng là mua một cái máy mắc hơn thì là nó sẽ sướng hơn. Nhưng mà nếu tài chính của các bạn không rủng rỉnh đến như thế thì mình gợi ý các bạn nên mua cái loại khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu, đừng nên xuống thấp hơn nữa. Ở trên Shopee đó thì là mình thấy người ta cũng bán cái máy mà chỉ có hơn 1 triệu hoặc là tầm gần 1 triệu thôi đó, thì là thực sự nó rất là nhỏ. Các bạn nhìn cái máy nhỏ thì nhiều khi mình cảm giác là à nó rất là tiện, nó nhỏ gọn, lại dễ dàng mang đi các thứ đúng không? Thế nhưng mà thực ra nó nhỏ, nhỏ vừa thôi. Nhỏ đến cái mức độ này là nhỏ lắm rồi, tức là mình có thể dễ dàng mình nhấc lên mình mang đi các nơi. Thế nhưng mà nó không quá nhỏ. Khi mà cái máy may nó quá nhỏ và quá nhẹ, nó yếu lắm. Thứ nhất là cái lực kim nó không được mạnh. Cái thứ hai là
khi mà các bạn may cái gì nó sẽ cứ kéo xe dịch máy đi ấy. Thì cái máy may nó có thể nhỏ gọn, ok, máy may gia đình, thế nhưng mà nó cần phải có một cái độ nặng nhất định của nó để nó có thể vững ở trên bàn mà nó không bị xô kéo đi như này. Và đó là tất cả về chiếc máy may. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang cái món tiếp theo là các loại kéo mà các bạn cần. Ok các bạn, nói chuyện về kéo thì sẽ có 3 loại kéo mà các bạn cần. 3 loại kéo này có 3 công dụng hoàn toàn khác nhau. Chiếc kéo đầu tiên mà các bạn sẽ cần là chiếc kéo cắt vải, tất nhiên rồi. Đây là một chiếc kéo cắt vải của mình, rất là đẹp đúng không? Cái kéo này là mình mua ở chợ Đại Quang Minh ở quận 5. Và khi mà các bạn ra chợ đấy, các bạn sẽ có rất là nhiều kéo để các bạn lựa chọn. Mình nghĩ là cái loại rẻ nhất là cái loại mà các bạn nhìn thấy ở quán hủ tiếu rất là nhiều, người ta dùng để người ta cắt hủ tiếu rất nhiều đó. Thì nếu mà mình không nhầm, cái loại rẻ nhất sẽ là cái loại đó, hoàn toàn tốt. Thế nhưng lý do tại sao chúng mình nên chọn một cái kéo với cái hình dáng như thế này thay vì cái kéo mà hai cái quai cầm nó bành ra như vậy, là bởi vì các bạn nhìn cái hình đáy này nó gần giống như là nó phẳng. Thế cho nên khi mà các bạn trải vải ở dưới này, các bạn cắt thì các bạn sẽ dễ đi như thế này, thì là cái lưỡi kéo nó có thể sát được cái mặt bàn. Cái hình dáng này là nó tối ưu cho cái việc cắt vải, các bạn thấy không? Bốn ngón tay. Khi mà các bạn sở hữu một chiếc kéo cắt vải như thế này thì các bạn phải yêu nó, trân trọng nó và không dùng nó để cắt bất cứ một cái thứ gì khác ngoài vải. Chúng mình phải giữ gìn cái kéo này như thế thì nó mới sắc được lâu dài, chứ nếu không nó sẽ rất là nhanh cùn. Đó là cái kéo cắt vải. Chiếc kéo thứ hai mà chúng mình có sẽ là một chiếc kéo rất là bình thường, ở đây các bạn có thể mua ở bất cứ đâu. Đây là kéo cắt giấy để chúng mình cắt dập. Tại sao một cái chiếc kéo rất là đơn giản đến tầm thường như thế này ở đâu các bạn cũng có thể mua được, nhà nào cũng có, thế nhưng mà tại sao mình vẫn phải nói là tại vì mình vẫn phải có chiếc kéo này bên cạnh chiếc kéo này để khi mà mình cắt giấy thì mình có cái kéo này để mình cắt, chứ mình không lấy cái kéo cắt vải để cắt giấy. Luôn luôn hai chiếc kéo này phải đi với nhau, một kéo cắt vải, một kéo cắt giấy, không dùng cái nào thay cho cái kia hết. Đó, đó là hai chiếc kéo. Và chiếc kéo thứ ba nó rất là nhỏ xinh như thế này thôi, gọi là kéo bấm chỉ. Nhỏ xinh như thế này đây. Thì những cái này để cắt những cái nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ, chỉ chiếc các thứ. Sẽ rất là nhiều dịp các bạn phải dùng cái kéo này, thế cho nên là hãy mua cái kéo này nhé. Và đó là ba chiếc kéo mà chúng mình sẽ cần. Bây giờ thì chúng mình sẽ nói đến những cái dụng cụ nhỏ tiếp theo. Ok các bạn, bây giờ thì chúng mình sẽ tiếp tục đến với những cái dụng cụ mà chúng mình sẽ cần khi mà chúng mình may. Rất là đơn giản như thế này thôi, rất là rẻ tiền, dễ kiếm, không có gì mà đáng sợ cả, mặc dù nhìn thì nó hơi lằng nhằng một tí. Đầu tiên là chiếc thước dây. Chiếc thước dây thì không cần phải nói làm gì rồi, chúng mình đo tất cả mọi thứ, vòng bụng, vòng eo, vòng mông, đo tất cả các thứ. Bên cạnh cái thước dây như thế này thì các bạn sẽ cần hai cái thước kẻ thẳng. Các bạn không cần hai cái, thế nhưng mà để mình tiện thì mình mua hai cái. Thực ra nó cũng rẻ, thế cho nên là mình sắm hai cái, làm hai mục đích khác nhau. Một cái dài hơn như thế này để mình có thể dễ dàng kẻ vẽ. Cái thước này thì nó rất là tiện, các bạn có thể mua ở chợ phụ liệu. Tất nhiên là thước kẻ thì ở đâu cũng mua được rồi, thế nhưng mà tại sao ở chợ phụ liệu người ta bán cái thước này? Và nên mua cái thước này là tại vì khi mà các bạn nhìn ở trên nó ấy, nó có rất là nhiều những cái đường vuông góc đúng không? Thế thì các bạn sẽ rất là dễ để có thể vẽ các cái đường mà song song. Khi mà các bạn may vá sẽ có rất là nhiều dịp các bạn phải vẽ những cái đường song song, cách nhau bao nhiêu cm đó. Thế cho nên khi mà người ta đã kẻ vẽ những cái đường vuông góc sẵn như thế này rồi, rất dễ để căn ke các thứ như vậy. Còn cái thước ngắn cũng tương tự như vậy, thế nhưng mà nó hỗ trợ mình vẽ những cái đường vuông góc, thì mình mua thêm cái này để mình xài thôi. Các bạn nếu mà chỉ cần một cái thước kẻ, các bạn chỉ cần mua cái thước kẻ như thế này là được rồi. Đó, đó là về phần thước kẻ. Cái thứ hai là mình xin lỗi những bạn nào mà sợ lỗ. Mình cũng sợ lỗ, thế nhưng mà mình không sợ lắm khi mà mình nhìn thấy cái này. Mình biết là nhiều bạn sợ lỗ hơn mình, thì là các bạn sẽ rất là khó chịu khi mà các bạn nhìn thấy cái này. Thế nhưng mà cái này gọi là pins, tức là những cái kim như thế này đây. Ở đầu thì nó có một cái nút bằng nhựa, còn cái thân của nó là cái kim như thế này. Cái kim này thì là các bạn sẽ cần xuyên suốt cái quá trình các bạn may. Thì những cái kim như thế này mình giữ gọn gàng vào trong cái đồ mút như thế này. Cái đồ mút này thì là có một cái thun ở đây, mình có thể đeo vào cổ tay như thế này và mình dùng rất là tiện. Các bạn nên mua một cái đồ mút như thế này để cố định cái kim khi mà các bạn cần, lúc nào các bạn cũng có hết. Tiếp tục, các bạn có cái đồ như thế này. Đây là cái đồ để các bạn gỡ chỉ khi mà các bạn may sai. Để nói chung cái này bắt buộc phải có, dù mình không có ưa thích gì nó cả, bởi vì chỉ có khi nào mình may sai mình phải gỡ ra may lại mình mới phải gặp nó thôi. Thế nhưng vẫn phải có. Không thích nó nhưng mà không thể sống thiếu nó. Đó. Tiếp theo là các bạn cần phấn may. Thực ra bây giờ có rất là nhiều cái option, rất là nhiều cái kiểu dạng bút này, phấn này, rồi bút dạ, rồi bút chì các thứ mà các bạn có thể mua ở chợ phụ liệu, thì tùy các bạn chọn cái loại mà các bạn thích. Mình thì mình mua được cái hộp phấn vỡ của người ta 25.000, người ta giảm chỉ còn 7.000 thôi, thế cho nên là mình mua cái phấn may, mình đựng vào trong một cái lọ như thế này. Mặc dù nó bị vỡ rồi thế nhưng mà những cái miếng này lấy ra thì nó vẫn dùng được hết sức là bình thường, thế cho nên là tại sao lại không, tự nhiên được giảm.
Và cái món cuối cùng ở trên chiếc bàn này là những cái kim để các bạn có thể khâu tay. Tất nhiên là chúng mình sẽ dùng máy nhiều nhất có thể tại vì nó tiện hơn, nó chuẩn xác hơn. Thế nhưng mà không thể tránh được những lúc chúng mình sẽ cần kim khâu tay. Cho nên đây là kim khâu tay. Và như thế là chúng mình đã hoàn thành cái danh sách công cụ may vá mà chúng mình có thể mua ở chợ phụ liệu rồi. Các bạn có thể ghi lại, mình mong là từ nãy giờ các bạn đã ghi lại gạch đầu dòng để các bạn có thể cầm hết ra chợ phụ liệu mua một thể một lượt ha, không thiếu cái gì hết. Bây giờ thì chúng mình sẽ đến với cái dụng cụ tiếp theo là cái bàn ủi. Trong quá trình mà chúng mình may vá thì cái bàn ủi nó sẽ giúp chúng mình thứ nhất là cố định cái mép vải, khi mà mình gấp lại thì mình ủi lên thì nó cố định lại cái mép mà mình vừa mới gấp. Cái thứ hai là khi mà các bạn may xong một đường rồi thì khi mà các bạn ủi ra thì nó cũng làm phẳng cái đường may đó và nhìn nó rất là đẹp và chuyên nghiệp hơn rất là nhiều so với khi mà các bạn không ủi. Ok các bạn, về công cụ may thì về cơ bản đã xong rồi đó. Thế nhưng mà mình xin các bạn 1-2 phút nữa thôi để mình có thể nói về những cái dập này, vải này và những cái phụ liệu may. Bởi vì rất là nhiều bạn hỏi mình là tải dập ở đâu, những cái dập nào miễn phí, những cái dập nào phải mua, vải thì mua ở đâu, phụ liệu mua ở đâu các thứ. Thế cho nên là mình cũng sẽ đưa những cái thông tin đấy vào trong cái video này để cho nó đầy đủ luôn. Đó, nói về dập trước nha, thì dập là cái gì? Những cái miếng vải mà ghép với nhau đúng không? Thì lúc đầu nó sẽ là những cái miếng giấy trước, sau đó thì mình đặt những cái miếng giấy đó lên cái vải, sau đó thì mình cắt theo và mình được những cái miếng vải để có thể may ghép vào nhau thành một món hoàn chỉnh. Thì dập này ấy, có những cái là mình tải miễn phí, có những cái là mình phải đi mua. Những người nào mà chuyên nghiệp rồi, có nhiều kinh nghiệm may rồi ấy, thì là người ta sẽ tự có thể vẽ dập. Thế nhưng mà vẽ dập, thiết kế dập, chỉnh sửa dập là một cái công đoạn mà mình theo mình khoai nhất. Thế cho nên là đối với mình chọn một cái phương thức đơn giản hơn là tải dập miễn phí và đi mua dập có phí tùy món. Hiện tại thì ở Việt Nam mình chưa có biết chỗ nào thực sự bán dập một cách bài bản và chuyên nghiệp. Thế nhưng mà ở bên nước ngoài thì là có, cũng tương đối nhiều. Mình sẽ để link ở phía dưới cho các bạn tham khảo. Thì đây là những cái mẫu dập mà mình có. Mỗi khi mà mình dùng xong một cái dập thì là mình sẽ cất lại vào cái phong bì như thế này để mỗi khi mà mình may đó thì là mình có thể lôi ra mình may lại. Ở cái bìa phong bì thì là mình sẽ dán cái trang mà người ta có tên với cả cái bản vẽ kỹ thuật của cái món đó để mình biết là đây là món gì. Thì ví dụ như là cái quần yếm mà mình đang mặc chẳng hạn, bây giờ mình muốn may lại phải không? Con ơi, đi ra. Đó, nó có những cái miếng như thế này. Thì các bạn nhìn là các bạn hình dung được đây là cái ống quần rồi phải không? Đó, khi mà mình mua một cái mẫu dập, người ta sẽ có một cái hướng dẫn. Thì đây là bản hướng dẫn, người ta sẽ đi theo từng bước một may như thế nào. Thì người ta sẽ đi theo từng bước. Và đây sẽ là một cái hạn chế cho những bạn nào mà không có dành đọc tiếng Anh. Các bạn phải đọc được tiếng Anh một chút thì các bạn mới hiểu được những cái hướng dẫn này. Ở phía dưới khi mà mình làm danh sách thì bên cạnh cái danh sách những cái chỗ mà các bạn có thể mua dập, mình cũng sẽ để một cái danh sách những cái chỗ mà các bạn có thể tải dập miễn phí nữa. Thế cho nên là các bạn có thể thử với những cái dập miễn phí trước khi mà các bạn đến với những cái dập có phí. Thì đó là về dập. Bây giờ mình sẽ nói một chút về vải. Cái vải mà mình gợi ý cho các bạn dễ nhất để các bạn có thể may khi mà các bạn bắt đầu tập tành may vá là cái cô tông lanh. Không những nó dễ may mà nó còn rất là đẹp và mặc rất là thoải mái nữa. Thì đây là một cái mẫu cô tông lanh mà mình đang có ở đây. Cái vải này tại sao nó lại dễ may? Cái thứ nhất là vì nó có một cái độ dày vừa phải, nó không co giãn quá nhiều. Thế cho nên khi may nó sẽ rất là dễ. Thế nhưng mà những cái lanh hay là cô tông lanh này thì nó cũng không phải là rẻ đâu. Nhiều khi nó đến 70, 80, 90, thậm chí trăm mấy chục ngàn một mét vải. Tại vì vải lanh là cái vải cao cấp, mắc tiền. Thế cho nên khi mà các bạn tập may thì các bạn hãy bắt đầu bằng cái vải này. Đây gọi là vải may nháp. Cái vải này là cái vải mà hồi mà mình đi học thiết kế thời trang á, thì tất cả mọi người đều may nháp bằng cái vải này hết. Khi mà mình ra chợ Đại Quang Minh thì mình mua cái vải này chỉ có 25.000 một mét thôi. Thì các bạn có thể mua làm vải tập may cũng khá là tốt. Muốn may gì cứ may nháp bằng cái vải này trước, may nháp bằng vải rẻ trước. Sau đấy thì khi mà mình đã may, mình đã tự tin rồi thì mình chuyển qua cái vải mắc tiền hơn mình may, hiệu quả kinh tế nó tốt hơn. Địa chỉ mình mua vải ở đâu mình cũng sẽ để ở phía dưới nốt. Và bây giờ chúng mình sẽ nói một chút về những cái phụ liệu như thế này. Những cái phụ liệu mà mình đang có ở đây là cái nút đại khái là tăng đơ rồi cố định bằng kim loại, các thứ nút bằng kim loại như thế này, cúc khuy á. Đó thì là mình cất gọn vào đây. Chun. Cái này thì may chun quần, chun áo, chun tất cả mọi thứ chun. Luôn luôn mình có sẵn ở đây tại vì có rất là nhiều thứ cần phải may chun, mình luôn luôn có sẵn chun ở bên cạnh như thế này. Quên mất để lấy chỉ nữa. Đây rất là nhiều màu chỉ như thế này. Các bạn có thể mua ở những cửa hàng phụ liệu mà các bạn biết. Và đó là phần giới thiệu cũng như là review tất cả những cái công cụ cũng như là phụ liệu mà các bạn sẽ cần khi mà các bạn bắt đầu may vá ở mức độ cơ bản cho gia đình. Hy vọng là các bạn đã thích và có thể tham khảo được những cái điều mà mình vừa mới giới thiệu. Thực ra may vá thì nó cũng giống như là tất cả những môn thể thao hoặc là sở thích về nghệ thuật khác thôi. Lúc đầu nhìn vào thì nó cũng có vẻ rất là phức tạp. Thế nhưng mà mình gợi ý cho các bạn là
nếu mà các bạn chỉ cảm thấy hơi thích thích một tí thôi thì là các bạn hãy bắt đầu đi, để các bạn sẽ bắt đầu tìm hiểu về nó, các bạn sẽ thử bắt tay vào làm và các bạn sẽ thấy là nó không phức tạp đến như bạn nghĩ, và nó sẽ mang lại rất là nhiều niềm vui cho mình, cũng như là nó sẽ cho mình những cái trải nghiệm mới, những cái sở thích mới. Mình xin chúc các bạn tìm được thật là nhiều niềm vui trong cái việc may vá cho bản thân, cho bạn bè, cho gia đình hàng ngày, và mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem video. Tạm biệt các bạn.